Sen chia tay xin chào mọi người nha. Trong thời gian gần đây á, cũng có một số bạn đã nhắn tin về Zalo cho Sen chia tay miễn phí hỏi dấu hiệu bị duyên âm theo và vong theo nó sẽ ra làm sao, như thế nào. Thì hôm nay Sen chia tay miễn phí sẽ làm một đoạn video ngắn ha để giải thích cho cả nhà luôn. Cái dấu hiệu mà vong theo á, nhiều lúc ở trong gia đạo của chúng ta có người là hư thai nè, hoặc là phá thai hay là hư thai sa sút á. Cho nên là những vong nhi này á không được cho ăn cho học tới nơi tới chốn đàng hoàng á, để được đầu thai chuyển kiếp làm người trở lại á. Cho nên là những vị này luôn luôn bị đói khát và lạnh lẽo thiếu thốn. Cho nên là những vị này á là cần được sự quan tâm lo lắng cũng như là người phàm của chúng ta. Thì ở đây á, nếu mà cả nhà có điều kiện á, thì cả nhà cũng phải là tổ chức một cái cúng kiến đồ để cho những cái vong nhi này cũng có nơi trú ngụ ha, rồi ăn học. Thì ở đây tốt nhất á, là cả nhà nên gửi các vị mà vong nhi này á đến các ngôi chùa nè, hoặc là đình nè, am thờ miếu tự vân vân. Và ở đây á, thì những vị này mà một khi mà cả nhà mà để cho đói khát lạnh lẽo á, thì đa số những vong này á sẽ theo, sẽ phá cả nhà, làm cho cả nhà là làm ăn rất là khó khăn ha. Nhiều lúc là tiền vào ngõ trước á, bước ra ngõ sau, rồi tính đồng này á, nó quay sang đồng khác. Rồi nhiều lúc tính khí mình á, nó không có được ôn hòa cho lắm, lúc này lúc nọ nè, lúc thì hiền ơi là hiền, mà lúc dữ ơi là dữ, mà cái lúc đó thì vui buồn như là lẫn lộn, như say như tỉnh, bồn chồn lo lắng và đau nhức mỏi ẻ ỏi. Đau bệnh nó giống như đau bệnh da đò vậy đó. Thì những vong này tác động đến làm sao, là để cũng báo hiệu, cũng ý nói đến đó là mình cũng đang hiện hữu ở trên cái thế gian này. Rất mong rằng là ba mẹ mình hay là anh chị em gì của mình á nhớ lại và biết được. Cho nên là cả nhà cần cố gắng ở đây á, là cũng gửi đi thì giải những vị này có nơi trú ngụ á, rồi những vị này sẽ không còn mà theo phá mình sau này nữa ha. Thì ở đây cả nhà lưu tâm là cần như vậy. Và đến khi là cái duyên âm á, duyên âm là hình hình thành như vậy. Nhiều lúc á cả nhà có thể rằng ra nghĩa địa để nhang khói, hoặc là đi giữa đường á gặp sự cố tai nạn đồ, người ta mất á, cả nhà khen tội rồi này cái khác nọ, cho nên là những vị này mới bám víu theo mình. Thì ở đây á hình thành duyên âm cũng có nghĩa là, nhất là phụ nữ ha, một khi mà phụ nữ bị vướng vào duyên âm á rất là khó lập gia đình. Nhiều lúc á mà tình đến rất là đẹp nhưng mà chia tay không một lý do, nhiều lúc đến hai người nhưng mà chia tay một lúc cũng hai người, bởi duyên âm này xua đuổi mà ra nè. Và đôi khi á mà có gia đình rồi đó, cũng thường khi gây gổ, hai vợ chồng nó thường khi gây gổ không được hạnh phúc, và cũng có thể dẫn đến là chia tay ly thân hoặc ly dị. Cho nên ở đây á, là cả nhà lưu tâm đến cái vấn đề này. Và nếu mà có những cái dấu hiệu như xem chia tay miễn phí vừa vừa nêu trên á, thì cả nhà cần cố gắng á, là cúng giải và gửi những cái duyên âm này đi, cắt đứt cái duyên âm này á, bằng hình nhân thế mạng ha. Thì cả nhà nhớ lưu tâm là như vậy, để cho mình được con đường hạnh phúc nó được suôn sẻ hơn và nó được hạnh phúc hơn ha. Rồi xem giờ tay miễn phí xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.